Chào bạn, tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và ngay sau video mà Nga chia sẻ sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế được sản xuất chính hãng tại Hàn Quốc thì đã được rất nhiều các quý khách hàng quan tâm, và trong đó có những câu hỏi như sản phẩm này có thực sự tốt hay không. Vâng, Nga chỉ biết trả lời bạn rằng đông trùng hạ thảo và hồng sâm trước đây chỉ được dùng cho vua chúa và những người giàu có. Nhưng ngày nay nhờ khoa học kỹ thuật mà những dược liệu quý như đông trùng hạ thảo và hồng sâm đã đến được gần hơn với tất cả chúng ta để giúp cho bạn có thể sử dụng được và bồi bổ cho sức khỏe của mình. Có thể nói đây là một trong những sản phẩm vô cùng tốt để giúp cho bạn bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, giúp cho chất lượng cuộc sống của bạn tốt lên và tuyệt vời hơn. Vâng, đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế có chứa rất nhiều các axit amin từ đông trùng hạ thảo, kết hợp thêm với hồng sâm và các thảo dược khác như là nấm ninh chi, cam thảo, mật ong, bạch chuột, vân vân. Và tất cả các dược liệu đó được kết tinh lại trong một viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Vâng, một hộp như thế này chúng ta có 60 viên và bạn có thể dễ dàng sử dụng hàng ngày, mang đi bất cứ đâu để chúng ta có thể bổ sung bất kỳ lúc nào giúp cho cơ thể của bạn được khỏe mạnh ngay lập tức. Và khi sử dụng sản phẩm này lâu dài thì bạn sẽ ổn định được nội tiết tố này, tăng cường được chức năng sinh lý và ổn định được hệ thần kinh, giảm stress, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ổn định được hệ tuần hoàn, giúp cho khí huyết được lưu thông tốt hơn và giảm xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó thì những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, huyết áp hay những người đang bị ung thư thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ giúp cho bạn hỗ trợ đẩy lùi những bệnh lý trong cơ thể. Và đặc biệt nếu như bạn đang bị các căn bệnh về phổi, về hô hấp thì sử dụng sản phẩm này đặc biệt tốt và nó sẽ cho bạn được hiệu quả nhìn thấy một cách rõ rệt sau khi bạn sử dụng sản phẩm. Còn những người mà chỉ muốn tăng cường sinh lực thôi thì sao ạ? Khi bạn sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ ổn định cho bạn hệ tiêu hóa để cho bạn có thể hấp thu được các chất dinh dưỡng một cách tốt hơn, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi tuổi già. Và các chị em phụ nữ khi sử dụng sản phẩm này thì sẽ giúp cho chúng ta được có được da dẻ hồng hào và vóc dáng cân đối. Vâng, nó quá tuyệt vời chứ không phải nói là tốt không nữa, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng nếu như bạn sử dụng sản phẩm này thì bạn cũng cảm nhận được cái điều tuyệt vời mà Nga vừa nói. Và có thể thấy sản phẩm được đóng gói rất là đẹp mắt và sang trọng. Chính vì vậy bật mí với bạn, đây sẽ là một sản phẩm có thể giúp cho bạn làm quà tặng cho những người thân yêu, cho sếp của mình hay bất kể những ai mà bạn quan tâm, mong muốn họ có được sức khỏe tốt nhất. Hãy truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link dưới phần mô tả video này. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về sản phẩm ngay tại đó hoặc rất nhiều các sản phẩm khác của Hàn Quốc mà Korea Shop đang phân phối. Và bạn có thể gọi điện tới số điện thoại hotline của chúng tôi là 0976 148 590. Chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn để giúp cho bạn hiểu cặn kẽ về sản phẩm, hỗ trợ bạn đặt hàng và giao hàng trên toàn quốc một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp bạn ở video sau.